Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ nha các bạn ơi. Diễn. Các bạn ơi, hôm nay Nhân sẽ lái xe ô tô các bạn ơi. Nhân sẽ đi lái xe ô tô qua một cái vùng đất các bạn ơi. Vùng đất này á, nó bị động đất. Trời ơi các bạn ơi, giống cái trò chị áo xam hay chơi ý. Nhưng mà lần này Nhân sẽ chơi ở cái level cao hơn các bạn ơi. Nhân sẽ chơi ở cái level cao nha. Các bạn hãy theo dõi nha, xem nào cái trò lái xe ô tô này nha, có cái gì khó hơn không nha các bạn nha. Giết, ok, let's go. Và các bạn ơi, các bạn nếu thấy cái video của mình hay, nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ Nhân BB nha các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi thế nào các bạn ơi. Giết, lái xe ô tô rồi. Ok các bạn ơi, rồi chiếc xe ô tô của mình đây. Lần này mình chơi ở cái level cao nên là đường nó rất nhiều ô tô các bạn ơi, nên là mình phải đi cẩn thận nha các bạn nha, không thể đi nào mà vội là nó tông luôn cho các bạn ơi. Ok, let's go. Úi dồi ôi, trước mặt đây là một cái tàu hỏa các bạn ơi. Rồi, giết về đích luôn các bạn ơi. Level 21 đấy, nhưng mà không khó mấy. Ui các bạn ơi, lần này cái đường của Nhân nhá, nhìn nhá, cái đất bên ngoài nhá, đất trắng đất đỏ các bạn ơi, cây thì nó lại màu vàng nha. Ok, chúng ta let's go thôi. Rồi, ở kia có cái tàu nha. Rồi, ok, let's go. Úi giời ơi, tí nữa thì tông nhau. Hai cái xe màu vàng tông nhau thì buồn cười lắm ấy. Ui chỗ này mà một cái con dốc, nó rất là dốc luôn các bạn ơi. Đi không cẩn thận á là toang luôn đấy chứ. Rồi, ok. Nào. Rồi, ui giời ơi. Nhân bị cái tàu nó tông nhờ bát rồi, lật đôi cái xe ô tô của mình rồi các bạn ơi. Không đi qua. Ui giời ơi, Nhân ơi. Ui, sao cái level này nó khó thế vậy các bạn ơi. Đi có mấy lần mà không qua được nha. Lần này đánh nhiều đi qua một phát luôn, dê được luôn các bạn ơi. Nhưng mà từ chỗ này mình phải bình tĩnh nha. Không có. Ui ui, mẹ nó khó vai trưởng luôn đấy. Nào, bốc đầu. Qua được không? Qua được không? Dê các bạn ơi, qua được rồi, tiếp tục qua luôn nha. Lần này lại tới cái con tàu này các bạn ơi. Các bạn an tâm nha, sẽ đi qua được về đích. Yeah, cuối cùng thì Nhân đã qua được cái level khó này rồi các bạn ơi. Level Nhân cảm thấy khó quá. Ui, bây giờ nó đất bên ngoài nó lại màu tím với màu vàng các bạn ơi. Buồn cười quá đi. Nào. Ok. Rồi. Ui, tiếp tục là một con tàu nha các bạn ơi. Rồi, đi luôn. Đi luôn các bạn ơi. Rồi. Đoạn đường của Nhân về đích bây giờ đang ở trước mặt rồi các bạn ơi. Nhưng mà càng ngày cái đường về đích cứ càng xa nha. Oh yeah, được luôn rồi các bạn ơi. Yeah. Never này là never rất cao rồi các bạn ơi. Bây giờ là có hai con tàu trước mặt Nhân luôn các bạn ơi. Ôi, anh ơi. Anh ơi. Đen quá các bạn ơi. Mình đã đâm luôn với con xe VIP rồi. Cả hai xe đều đổ luôn ra đường các bạn ơi. Vãi thật đấy. Nào. Ui, Nhân đi máu quá. Đi cẩn thận nha các bạn nha. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục tới cái đoạn đường này á, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ui. Nhỏ quá các bạn ơi. Rồi, ok luôn. Đi luôn. Ôi mày, qua tí nữa thì bị tông vào đít các bạn ơi. Sắp về tới đích rồi. Qua chỗ này rồi. Nào. Yeah, về đích rồi các bạn ơi. Never 24 đấy. Đây là Never 25 thì các bạn ạ. Chị Hà Sam thì chơi tới cái Never 15 thôi, mà Nhân chơi tới cái Never 25 đấy các bạn ơi. Các bạn đừng quên nhá, nếu thấy cái video này của Nhân hay, nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ủng hộ Nhân BB nha các bạn ơi. Ok, let's go. Nào. Ta lái xe ô tô đi trên đường đẳng cấp nhất luôn đi chứ. Let's go. Ôi đoạn đường này có vẻ nó phẳng và nó dễ đi quá các bạn ơi. Ô lê. Về đích luôn các bạn ơi. Yeah, đơn giản với Nhân quá các bạn ơi. Ui lần này thì tới cuối cùng cũng đã tới cái chỗ mà đất thì nó lại thành màu xanh rồi các bạn ơi. Nhưng mà cây thì nó lại màu xanh ra trời cơ. Úi giời ơi, chất trời người rơi quá thôi. Nào đi luôn các bạn ơi. Rồi ok. Ui, nhỏ quá đi thôi. Đang từ đi sang đường, đâm ngay phải con xe bíp các bạn ơi. Ok, lần này Nhân sẽ đi cẩn thận nha. Thế rồi, con xe bíp nó xuất hiện rồi các bạn ơi. Ui, lần này Nhân đi kỹ thuật quá. Ôi, về đích luôn này các bạn ơi. Yeah, level càng cao nhưng mà Nhân chơi vẫn hay các bạn ơi. Không khó, không nào khó được Nhân đâu. Yeah. Ok, let's go.
Ui lần này á đường to chứ các bạn ơi. Lần này á Nhân đi lên thành phố rồi sao ấy, đường nó to vãi luôn. To kinh khủng luôn các bạn ơi. Đấy. Rồi ok tiếp tục đi nhá. Lần này Nhân rít ga một mạch về đích luôn, các bạn có tin không? Các bạn có tin không? Ui giời ơi, ui giời ơi, không đi được luôn ý, có hai con tàu mà này có con xe buýt ở giữa thì Nhân là bị đâm luôn các bạn ơi. Nhỏ quá. Rồi, ok. Ui ui giời ơi, ui giời ơi. Các bác ơi, các bác đi xe các bác phải nhìn đường chứ. Tôi là con ô tô màu vàng đây. Yeah, về đích luôn. Đơn giản như đan dấu luôn các bạn ơi. Ok, let's go. Lần này thế nào đây? Ui giời. Ui giời ơi, về đích luôn, về đích luôn. Oh yeah. Oh yeah các bạn ơi. Yeah, lần này Nhân đi mà mát thẳng về đích luôn ý, Never 29 mà Nhân đi dễ quá các bạn ơi. Ui lần này á là một cái con đường á nó rất là gập ghềnh luôn ấy. Đây con dốc này các bạn ơi. Đấy các bạn thấy con dốc ghê chưa? Ui ui giời ơi, tí nữa thì toàn các bạn ơi, tí nữa thì hai xe ô tô hôn nhau rồi, xe Nhân đi bốc đầu ghê quá các bạn ơi. Let's go, let's never luôn. Rồi lần này á tới cái vùng mà đất nó cỏ đấy các bạn ơi, đất đồi sao mà ui ui bay qua sông luôn à. Ui một cây cầu mà các bạn ơi. Ui ôi con đường này nó chưa, nó bị sạt lở đấy các bạn ơi, chưa xây xong cầu á, Nhân đi xe ô tô có bay qua cái con sông luôn, chật vãi luôn ấy. Rồi tiếp tục bay qua con sông ấy nha các bạn nha. Ok ui rồi ui lại hôn nhau với cái xe buýt rồi. Nhân hai hôn nhau qua xe buýt của các bạn ơi. Rồi ok nào cẩn thận nha, cẩn thận nha. Ok ok các bạn ơi, ui tiếp tục nằm một con sông, bay qua được không? Yeah bay qua được các bạn ơi, lái xe ô tô bay qua sông luôn, đặt cấp quá. Nét cầu đi thôi nha, nào chúng ta đi bốc đầu qua con sông, gặp ngay con sông chúng ta bốc đầu gặp ngay cái cầu về đích luôn. Yeah ok đấy các bạn thấy Nhân chơi cái game này có hay không, cũng đẳng cấp hơn chị à sao. Ok let's go nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một like và một lần đăng ký kênh nhá, ủng hộ Nhân BB nha. Úi giời ơi, hôn nhau luôn. Hai ô tô màu vàng hôn nhau luôn các bạn ơi. Ok, let's go. Lao. Ui, tí nữa thì tông nhau. Rồi. Úi giời ơi, nãy gặp nhanh toát tàu các bạn ơi. À, Nhân cảm thấy cái nẹp vở này nó bắt đầu nó khó khó đấy các bạn ạ. Úi giời ơi, may quá, không hôn nhau. Rồi, đi luôn. Ui, tí nữa thì hôn nhau với anh ô tô màu xanh này các bạn ơi, may quá. Like ra vở nha các bạn nha. Rồi ok let's go. Ui rồi lại đến cái khu vực cái đường á, đất nó màu trắng đỏ này là khó lắm các bạn ơi. Trời ơi lại tai nạn rồi. Nào. Ok các bạn thấy Nhân đi có đẳng cấp không? Yeah, qua rồi. Ui đồng tiền to các bạn ơi, Nhân sẽ ăn đồng tiền to. Ui lại tham ăn tiền to quá này, tông luôn cái xe của nó các bạn ơi. Là let's go. Rồi cẩn thận nha, bây giờ không tham ăn nữa, bây giờ chỉ cố gắng đi về đích đi nha. Ui giải ấy. Cố gắng đi về đích mà sao lại cứ bị đâm thế nhỉ. Nào, anh đi chậm thôi nha. Rồi, ok anh. Rồi ok, đi luôn. Rồi, lần này á, Nhân sẽ cố gắng về đích nha, hy vọng lần này sẽ về tới đích. Yeah, trời ơi Nhân á, chơi cẩn thận 50 về đích luôn á. Ui Nhân chơi tới cái level 3 năm luôn nha các bạn nha. Ok các bạn ơi, video của Nhân đến đây là kết thúc rồi nha các bạn nha. Chúc các bạn xem video của Nhân nha, thật là một ngày vui vẻ nha các bạn nha. Nhưng mà các bạn đừng quên cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, ủng hộ Nhân BB nha các bạn ơi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Nhân BB. Xin chào.